Bạch sư cho con hỏi, từ khi con bị trầm cảm, stress, con hay ăn rất nhiều toàn những món dầu mỡ để lấp đầy nơi tâm, sao lãng những vấn đề trong mình, việc đó gián đoạn. Lúc con ý thức đủ lớn, con quán tâm kỹ hơn về việc ăn, và lúc ý thức không đủ, con lại ăn. Nhưng gần đây, tác phong ăn uống của con khá vội, và mỗi khi nhìn thấy thức ăn, miệng con tiếng nước bọt rất nhiều. Con thấy việc đó không phải con không kiểm soát được. Trước đây con đối với thức ăn không có thèm ăn, có bữa hoặc ăn để thưởng thức. Mong sư Hoan Hỷ hướng dẫn con về tâm trong ăn uống. Khi mà mình thèm muốn, thèm ăn, để ý tâm của mình, để ý cảm thọ nơi tâm, để ý cảm thọ, nhìn á, thì cũng tương tự như vậy thôi. Nhìn á, quan sát nó, ghi nhận nó. Với sự quan sát như sư đã nói hồi sáng, ở đây chỉ có thọ chứ không có ai cảm thọ. Cứ quan sát nó như vậy, với sự nhận biết rõ đây là khổ, đây là vô thường, đây là vô ngã. Do duyên gì mà mình có cảm thọ này? Liên tục quan sát như vậy. Với chủ ý là buông bỏ, thì từ từ á, cái cảm thọ đó nó sẽ được làm dịu, rồi từ từ nó sẽ biến mất.